thấy là không được, mình bị lừa. Mà em lừa 3-4 lần luôn á. Em làm lại y như vậy rồi, em diễn tại y vậy rồi. Đây đây bỏ. Trở đây ạ. Vui tay đẹp thế. Thơm à, thơm thì nó cũng buồn cười lắm. Đào đập, đào đập. Thì tụi em cũng qua lại rồi, thì từ từ có tình cảm. Thì hôm đó em quyết định đi tỏ tình. Vợ em thì hay mặt lắm, ra mua cái trắng trộn, xoài đủ thứ ở cái hồ đá. Nên hai đứa ngồi cho cô ngốn hết cái mới đó thì thế, thế xong là, ê, là bạn gái nhá. Thế là cũng, em thấy lặng im. Xong là 3 giây sau thấy gã đầu vai anh. Lúc đó nó dần dần nó sướng. Nhưng mà nó ác cái là nó ăn xài cho mắm nêm. Em mới hồn cái, không bao giờ em quên cái mùi mắm nêm nào đời. Thế gọi là mùi mắm nêm. Em là Mai Thế Tâm, năm nay 34 tuổi. Em đang công tác trong lĩnh vực truyền hình. Em xin giới thiệu, em tên là Như Ngọc. Năm nay em 24 tuổi. Em vừa mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Em học khoa nào? Dạ em học khoa đạo diễn. Người này thì đã công tác bên lĩnh vực truyền hình. Nhưng mà em làm bên truyền hình, nhưng mà em làm cái ngành nào? Dạ em làm bạn này chỉ đạo em ạ. Rồi chúc hai vợ chồng qua năm mới sẽ có một tác phẩm điện ảnh nào đó phục vụ cho công chúng. Con em là diễn viên nữa là được. Cả nhà cùng làm phim. Có con chưa? Dạ em có một bé gái năm nay được 13 tháng. Tâm và vợ Tâm gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì là gặp nhau ở trong trường sân khấu điện ảnh. Học khác khoa nhưng mà trước một năm thì vợ vào sau. Đầu tiên em ấn tượng xấu lắm. Nhìn thấy một cô bé lép, siêu mỏng luôn. Tivi màn hình lép à? Màn hình lép luôn á. Em cứ tưởng là học diễn viên cơ. Thế em bảo, ủa bé này sao học diễn viên mà nhìn nó như cái xào ấy. Nhìn nó chán chết được. Hồi đó mỏng mỏng là mốt chị ơi. Trời mình dây mà đúng không? Thế còn em thì khi nào thì em mới gặp ông này lần đầu tiên? Lúc mà em đi giúp bài tốt nghiệp cho một chị lớp trên. Thì em trong tổ hậu cần. Anh Tâm thì trong tổ thiết bị. Ấn tượng rất là xấu tại vì vừa già vừa dữ mà nói chuyện không có duyên. Thì... không có duyên sao lấy. Em trong tổ hậu cần thì em chuyên phục vụ nấu ăn rồi cơm nước. Có một buổi thì em gọt xoài cho mọi người ăn tráng miệng. Ảnh giật lấy trái xoài nó hơi gọt xấu quá đi ảnh gọt cho. Cái trái xoài người ta ngon thế mà cái dao cứ bặc này như chó gặm á. Dạ, quê tập đầu rồi lần thứ hai đang trên xe di chuyển thì em ngồi trên cái thùng nước. Lập tức ảnh đứng anh chỉ tay đi xuống. Em trợn mắt em nhìn không hiểu gì hết. Nước của đoàn uống không được đặt đít ngồi lên. Thế là quê tập 2. Bình nước cả đoàn uống thì để cái mông lên. Trời ơi. Lần, lần thứ ba không? Lần thứ ba hả chị? Chắc của ảnh á. Em cứ sai kiểu là em cũng chọc thôi chứ không phải là sai. Thế mà Ngọc mang nước cho diễn viên. Ngọc mang nước cho tổ thiết kế. Ngọc mang nước cho đạo diễn kìa. Thế xong là lần thứ 4 thứ 5 em nói Ngọc ra đây bảo. Em bảo xoay tay ra. Thế em nắm tay. Ui tay đẹp thế. Thế xong là mà cái này rồi có kêu có bảo có ghét lên lần thứ 6 không? Không lại cần bé lén đi ra. Thế nó sướng. Anh thì cứ nghĩ là Tâm lại kêu bằng Ngọc là đây chân thơm miến. Không nói thế là không được. Mình bị lừa. Mà em lừa 3-4 lần luôn á. Em làm lại y như vậy gói, em diễn tả Ngọc. Y vậy gói. Ra đây bỏ. Cho đây ra. Vui tay đẹp thế. Thế mà cũng thơm. Thế không, thơm vào tay. Lần thơm lúc đó thì chưa được. Tại vì cũng nói là hơi sợ đến lần thứ tư mới thấy có cảm giác mà chị. Khi nào mới thơm? Thơm hả? Thơm thì nó cũng buồn cười lắm. Đào tầm, đào tầm. Thì tụi em cũng qua lại rồi thì từ từ có tình cảm. Thế hôm đó quyết định đi tỏ tình. Vợ em thì hay em đặt lắm, ra mua bánh tráng trộn, xoài đủ các thứ ở dưới hồ đá. Nên hai đứa ngồi cho cô ngốn hết cái mớ đó thì thế. Thế xong là, ê, làm bạn gái nhá. Thế là, sao thế là cũng, em thấy lặng im, xong là 3 giây sau thấy gã đầu vai rồi. Lúc đó nó dần dần nó sướng. Nhưng mà nó ác một cái là nó ăn xài cho mắm nêm. Đau lắm. Em mới hồn cái. Không bao giờ em quên cái mùi mắm nêm đâu. Đời nó được gọi là nụ hôn mùi mắm nêm. Tỏ tình mà ê là mà ngang nha. Quá ấn tượng rồi. Có cái lần nào mà cũng ấn tượng như vậy nữa không? Ấn tượng hơn nữa. Lúc mà cầu hôn em á, xa nhau khoảng 3 tháng không có gặp mặt, chỉ gọi điện thôi. Thì tự nhiên bữa đó buổi tối thấy anh xuất hiện, mặc quần cục áo thun không có giống gì đi cầu hôn, như là đi chơi, đi chơi ghé qua vậy đó. Xong rồi anh đưa ra một cái chiếc cốc sâu ỉnh vẽ hình một con heo mập ú ở trong đấy, xong rồi có một cái hai bàn tay ôm lại nhìn rất là xấu, xấu kinh khủng. Em chưa thấy cái ly này mà xấu như vậy. Ở trong đó có một tờ giấy ghi em đồng ý làm vợ anh nhé. Thế là đủ rồi. Nó xấu lắm anh ơi, em tại không nghĩ nó là dùng để dành cầu hôn luôn á. Nó không có lãng mạn, dù cái khung cảnh nó rất là lãng mạn. Lúc đó thì em mới có 21, 22 tuổi hà.
còn nhỏ xíu, còn ham chơi, với lại nghĩ trời giờ cưới chồng xong ở nhà cơm nước bếp nút này nọ em chưa có muốn, thôi để từ từ. Lúc đó phản ứng của ông xã sao? Em thấy đang cười tươi lắm nhưng mà xong rồi bất ngờ tản tòn rồi. Coi như mất hết cái món quà mà tự tay mình. Được. Bây giờ cái heo nó còn không? Còn chứ. Cái ly anh có ly, dạ còn. Em để dưới rồi. Để em đi lấy. Rồi. Đây cái ly. Để con có sao đây là sản phẩm. Rất là đẹp, hai bàn tay em ốp rồi trong con heo sau có điểm chỉ luôn. Là em tuổi heo hả? Dạ không, em tuổi con ngựa nhưng mà anh như heo nên em đặt là heo. Rồi xong lúc em có quê rồi em thôi luôn ý định đó không hay là sao? Không, tụi em quen nhau tới 4 năm. Thế nhưng mà thì cũng vì cái chuyện vợ em chỉ có học thôi chứ không biết làm gì cả. Em chỉ hoài mà không nghe. Thế nên em cũng hơi chán. Nên lần cuối cùng thì quyết định chia tay, không phải là vì không thương mà em quyết định chia tay để cho là nhận ra và học hỏi thêm nhiều. Thì cái hôm chia tay đó cũng sướt mướt lắm, cũng khóc lóc. Thế xong mà em có một cái câu nói của vợ em mà em nhớ nhất bây giờ, mà đó là cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng để mà tụi em tiến đến hôn nhân. Thì vợ mới nói em một câu là quen em coi anh như là ba của em. Thì em nghĩ là em là người rất quan trọng với vợ và vợ cũng rất là cần em. Nhưng mà là có cầu hôn như thế nào để vợ đồng ý không? Có, về nấu ăn cho cả tháng rồi á. Ai nấu em đâu sao Ngọc? Ngại quá. Ảnh nấu cho em ăn một tháng trời và liên tục rỉ tai cái chuyện mà cưới anh em sẽ được cái gì vàng trải sắp xếp hết, cuối cùng em phải động lòng anh. Động lòng? Dạ. Tại vì em nghĩ là vợ thì còn nhỏ, 22 tuổi thôi. Nhưng mà em thì 32 rồi. Mà bây giờ em không cưới nữa, sau này lấy răng đâu mà nhai cơm cho con. Đúng không? Thế thì em phải tính cho em nữa. Nói chung là em có sự thuyết phục. Nhưng mà bây giờ là lấy nhau rồi thì cái cuộc sống nó đã thoải mái chưa? Cô này đã phụ em trong công việc nhà được chưa? Ui, thế chị ơi. Đã phụ một chút xíu. Cái Tết năm nay là ai là người chuẩn bị Tết? Năm vừa rồi á, thì là hai vợ chồng ở đây ăn Tết ở ngoài Bắc bao nhiêu năm nó quen rồi. Thì là em bày ra làm giò chả bánh chưng tất tật như là ngoài Bắc, nhưng mà vợ không làm được cái gì cả. Mình em làm hết luôn. Mình em làm hết. Em bảo là rửa lá bánh này, em chỉ cho rửa mặt trong mặt ngoài. Đến lúc em kiểm tra cái gân lá còn nguyên đất, em bảo tại sao rửa này còn nguyên đất này, em bảo thì anh dặn em là rửa mặt trong mặt ngoài, em rửa mặt trong mặt ngoài, có dặn em rửa cái gân đâu cũng điên máu không? Xong rồi em bảo thôi thế thì cắt cái thịt đi anh ra khổ rồi đó, xong cứ cắt cho nó to to vào để mới gói được bánh chưng. Lúc sau em rửa xong lá, cắt xong chưa, gần xong rồi, đẹp lắm anh. Cắt ra nó to thật nhưng mà nó mỏng như tờ giấy á. Làm sao mà gói bánh chưng? Phải đi mua thịt khác á. Lại phải đi mua thịt khác. Xong rồi mới chỉ là cắt cái như này phải dày ra thì mới gói được bánh chưng ở kia. Rồi lúc chuẩn bị có thấy bực ức không? Lúc đó cũng bực tại vì làm của mình gói xong bánh chưng bỏ lên nồi xong mới đi xào giò. Thì em xào được mẻ giò thủ á. Thế xong là đến mẻ thứ hai bảo đấy em cũng đã nhìn thấy anh làm chưa? Thì cứ thế làm theo như vậy. Thế em lên em bó xong thì ngồi ung dung ở trên bàn vẫy đùi chơi iPad. Đến lúc mà em thấy mùi khét khét thế là nó chạy bổ nhào xuống. Em xuống thì cái mặt bên dưới của thịt ấy nó thành tóc mỡ đen thùi lùi, còn mặt trên là vẫn sống. Điên xong rồi, lúc đó là cái lúc mà em bực nhất. Bác nằm sắp đánh ba roi. Lúc rồi. Đó ngày Tết thì em cũng tế nhị, em không nói, em bảo đúng là đồ bạn con thỏ. Rồi. Lúc bị chồng mắng với em có tủi thân không? Dạ có chứ chị, tại vì không phải là mình đoán mà là mình có cố gắng nhưng mà ảnh không có thấy được cái sự cố gắng đó của mình. Có là mình thấy. Mặc dù cái sự cố gắng của mình so với người ta nó không có cao. Không có thiên bẩm về vấn đề là nấu ăn đúng không? Em nghĩ không phải, em rất là có năng khiếu về việc làm món ăn vặt nha. Bánh bông lan, hộp vịt muối hay là rau câu, bánh lăng gì em làm ngon lắm. Cái đó không bao giờ em ăn. Nghe nè, thấy Tâm thì lớn hơn em là 10 tuổi hả Tâm? Dạ. 10 tuổi. Và nãy giờ có vẻ như Tâm là kèo trên á. Đúng không? Đúng không? Dạ. Mỗi lần như vậy mà làm hư một cái gì á, Tâm coi như là Tâm quát. Có cái nào mà quát mắng không? Nhưng có bị bố mắng thường xuyên không? Bị mẹ mắng á chị. Đâu bố này nè. Dạ đây Tâm. Hai mẹ ruột và mẹ Tâm. Em mới ba mấy mà giống như bây giờ em phải nuôi hai đứa con. Một đứa 13 tháng, một đứa 23 tuổi. Nhưng mà em mắng vợ em sao mà vợ em nói là giống như mẹ mắng à? Y chang cái vụ mà rửa rau, em rửa theo ý của em, miễn sao em cảm thấy sạch là được. Nhưng mà ảnh lúc nào thấy em chuẩn bị làm gì là ảnh đứng, ảnh chắp tay xuôi đít chỉ đạo. Rửa dày dày, làm dày dày. Quê, tức, khó chịu, làm khác lại cho bỏ ghét. Nhưng mà cái hành động mà ông chồng chắp tay sau đít đi tới đây lui, ông nhìn dòng ngó xong quát á. Bây giờ mọi người có muốn nhìn là thấy hành động không? Đâu đâu thử đứng lên chắp tay sau đít đi tới đây lui quát. Rửa thì sao sạch?
Ở đây cái này phải lật như này nọ. Ông sửa đi. Nãy giờ nghe Tâm nói xấu về vợ vậy nhưng mà cái mặt rất là yêu. Kiểu mà nhìn cái đấy em cứ nói vợ em thế. Rất là say đắm không? Thôi thì đương nhiên là ngoài bên cạnh những cái đó thì vợ em phải có những cái điều mà thiệt là dễ thương thì em lấy đúng không? Không thì lỡ rồi chấp nhận. Điều chứ. Thực ra thì vợ em ít tuổi thế nhưng mà biết suy nghĩ cho gia đình. Mặc dù là ở ngoài Bắc á, thì cái chuyện mà con trai miền Bắc mà lấy vợ là người miền Nam ấy thì những cái phụ huynh người Bắc á, người ta sẽ khắt khe hơn. Thế nhưng mà bố mẹ em thì rất là ok, dạ, rất là ngoan, không bao giờ đâu. Thôi, bây giờ nè, có một cái điều bất ngờ dành tặng cho hai vợ chồng. Mời hai vợ chồng đứng lên, kiếm coi trong cái bó bông này có cái gì. Ê, có. Đó. Yeah. Ê, một cái thôi. Rồi, xin chúc hai vợ chồng em một năm mới, cuộc sống gia đình luôn luôn hạnh phúc và sẽ thành công với tất cả những dự án ấp ủ gì của hai vợ chồng nha. Dạ, em là Nhi, em làm nhân viên văn phòng. Năm nay em 30. 30. Dạ. Thế còn em tên là Hùng, năm nay em 33 tuổi và em đang làm ở công ty Kinh Đô. Bánh á hả? Bánh á. Bánh kẹo. Chắc có lẽ là cơ duyên là Nhi đi mua bánh rồi gặp Hùng đây đúng không? Em quen anh ấy là do tình cờ trên mạng. Em với ảnh thì đều tạo một tài khoản trên đó, chơi game rồi có cái con ma cắn qua cắn lại, cắn nhầm anh ấy. Thực ra thì cái con ma nó tạo theo giới tính của người đăng ký. Em thì ma đực và dạ em là con ma cái. Con ma cái tên gì? Con ma cái lúc đó tên là Yến Nhi luôn anh. Nhưng mà hai bạn cắn nhau một thời gian bao lâu ở trên mạng thì gặp nhau ngoài đời? Khoảng một tháng. Rồi gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng về vợ mình như thế nào? Hụt hẫng ngay lần đầu gặp mặt anh. Hụt hẫng như điều gì? Giống như bị tụt cảm xúc luôn. Tại vì nghe cái tên Yến Nhi này với lại nói chuyện qua điện thoại thì nghĩ là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn dữ lắm. Nhưng mà khi gặp thì mập, chân ngắn chứ không dài như tưởng tượng. Nhưng mà không như mong muốn. Tại vì cũng lỡ gặp rồi. Lỡ rồi anh. Lỡ luôn. Như lỡ Yến Nhi. Ấn tượng của em khi mà gặp bạn này có bị lỡ như bạn không? Không, em thì không lỡ. Tại vì trên đó ảnh có ghi rõ là anh vừa lùn vừa mập. Thì em nghĩ là vừa lùn vừa mập thì chắc là cũng không có xinh xắn gì chứ. Đúng rồi, thật thà anh, tôi có sao nói vậy anh. Nhưng mà trời ơi, phát hiện ra là chẳng những lùn mập mà còn đen lắm. Đen hơn bây giờ. Trời, đen hơn giờ nhiều. Giờ em mới trắng anh. Thường là người ta nói câu á, lỡ thì phải lánh, đúng không? Thì phải bỏ chạy luôn hay sao, lỡ lại đâm đầu vô. Dù gì mình nam giới lịch sự anh, ai lại bỏ về vậy, kỳ quá. Với lại cũng tham gia một cái hội khá là lớn trên thì ăn trưa lúc đó lên đó bêu rếu mình thì làm sao mình quen cô khác được. Em lỡ rồi nhưng mình tiếp chuyện lịch sự luôn. Chị cảm giác là biết là lỡ không như là cái điều mình suy nghĩ nhưng mà ít ra em phải tìm được ở vợ em một cái điểm gì đó để mà em phóng lao thì em theo lao chứ. Dạ đúng rồi, giờ em nói chuyện cũng dễ thương, cũng thiệt tình cũng được. Tức là bù cái ngoại hình thì có cái tính thật thà. Thì sau đó thì chia tay về nhà thì bắt đầu lên mạng tiếp tục là nói chuyện và làm quen cho mạng tiếp tục nữa. Yến Nhi với chồng em á thì là lúc mà tỏ tình á thì ai là người tỏ tình đầu tiên? Ảnh là bị em ép tỏ tình á. Bị ép tỏ tình. Tại vì đi chơi hẹn hò thì coi như là hai người ngầm hiểu là yêu nhau rồi. Nhưng mà ảnh chưa nói gì hết. Bỗng một hôm cái chị coi trong công ty em nhỉ, ủa quen với Hùng gì nó tỏ tình mày chưa? Nó, hình như chưa chị. Mày không kêu nó tỏ tình lỡ một mốt nó bỏ mày rồi nó nói tôi chưa tỏ tình mà. Em nhắn tin cho ổng liền á, ủa anh vậy anh tỏ tình em chưa? Cái ủa khi mà bị nhắn cái tin đó thì em trả lời sao? Khá là sốc anh, tại vì em không nghĩ là sẽ tỏ tình và cũng không nghĩ là mình phải tỏ tình với người yêu của mình khi mà hai đứa đã ngầm hiểu là quen nhau rồi. Tối hôm đó có đi chơi cũng tỏ tình, tuy nhiên là có một sự ép nhẹ nhẹ. Sự ép nhẹ đó có không? Là ý khó chịu là... nhẹ, có khó chịu không? Cũng khó chịu nhẹ nhẹ. Hai bạn yêu nhau thì bao lâu rồi mới cưới? Tụi em quen nhau khoảng 6 tháng là quyết định cưới. Rồi hai bạn là cứ yêu nhau rồi tới với nhau thôi. Tức là năm nay mình lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, cũng 3 năm mấy. Ba năm mấy. Dạ. Lúc lấy xong rồi so với cái lúc mà yêu nhau thì lấy nhau vui hơn hay là lúc yêu vui hơn? Cứ Nhi rồi thì có nhiều cái bất ngờ trước rất là nhiều. Ví dụ? Em cứ nghĩ là Nhi ở nhà sẽ nấu ăn rất là ngon nhưng mà thực tế thì chứng minh nó là ngược lại. Mà còn một cái điều mà anh muốn hỏi, muốn vợ em ghen anh. Trời, phải có chuyện em mới ghen, có lửa mới có khói chứ em nói gì. Bữa em tình cờ thì ảnh đòi cho anh mượn cái smartphone của em đi. Em xài lỡ của bác một bữa đi. Thì đổi xui cho ảnh chưa kịp phát nhắn. Em mở ra em coi nào là chúc em ngủ ngon rồi cái này đấy nọ. Em đợi đó, em nói gì hết, đợi cả nhà ngủ hết tối em mới xử. Hỏi mãi không trả lời, em tức là em về phòng đóng cửa lại. Tí nữa nghe gõ cửa qua xin lỗi em, khai thật với em là vậy anh đi massage vậy đó, anh lỡ dạy thì ra đó là dạy. Gái massage chị
Massage. Gái massage. Thực ra thì thời điểm đó bà xã em đang có em bé. Nên cũng khá là bức bối trong người. Em cũng không biết tại sao người ta có số điện thoại của em nữa. Cái này cũng đứt quan nhẫn rồi sao? Điện thoại chứ mình phải cho số. Không, thật sự là em không biết chị. Cho anh hỏi nha, cái đó là thói quen của em hay là do là vợ em có bầu lúc mang bầu? Cái đó là lý do anh chứ không phải là thói quen. À lý do. Là bây giờ còn chưa có không? Cho đến giờ thì em chưa biết, chưa phát hiện, chưa phát hiện chứ không em không dám chắc là không có được. Không, cũng có thể là hết rồi mà cũng có thể là có kinh nghiệm rồi giấu em. Không, cái này hết rồi. Bữa xui cho em sao em đổi điện thoại chi vậy? Cần cái smartphone nó để làm không, gì? Tại vì khi mà đi thị trường với nhân viên thì em cần cái smartphone để chụp cái hình ở những cái cơ sở kinh doanh của khách. Thì em mới đổi. Xui xẻo mà chưa bình thường kịp xóa. Thì em xóa hết rồi mà không biết xui sao còn lại. Cái tật xấu của chồng em á, ngoài cái hái hoa bắt bướm nó ra còn gì nữa không? Chị em gọi là cấp cao thủ rồi anh. Kêu là gì ban chủ gì đó trên đó rồi, em cũng không biết nữa. Đó. Ban ngày đi làm ban đêm về dạ. Có thời gian chơi game nữa không? Ôm laptop chơi đến 2-3 giờ sáng. Mê game từ lúc mà dạ. Yêu vợ hay là lấy vợ xong rồi mới mê game? Lúc trước khi cái vợ thì em đã làm ban chủ rồi. Có khi nào trong thời gian mà em làm ban chủ đó có những lúc em quên luôn vợ không? Có sao anh? Có thì... Sao? Suy quên sao? Khi mà em lên phòng để em chuyện mình lấy cái laptop sang chơi game á là em thấy một cái mùi rất là thơm nè. Em nói sao? Sao bên này phòng thơm quá ta? Thấy treo sẵn cái áo ngủ rồi. Cái áo ngủ đó là em cái màu đó em rất thích nữa. Màu gì? Đỏ mà đỏ bô á. Nó mỏng như cái mền vậy đó. Là em thấy là mỏng như cái mền vậy. Cái mền là sao mỏng như cái von chứ? Em cái von đúng rồi. Mặt như hốc mặt vậy đó. Nhưng mà thôi sắp đến giờ chơi game rồi. Sao vậy em? Bữa đó là công thành chị ạ. Công thành là sao? Công thành là qua chiếm thành đó. Vậy đó hả? Có nghĩa là chẳng thà công thành còn hơn là công vợ. Công vợ. Trời coi nổi giật. Mà em chờ lâu không? Chắc 2 tiếng mấy, 3 tiếng cũng không thấy. 11, 12 giờ cũng không thấy. Bao nhiêu cảm xúc tục hết rồi. Thành công cốc luôn. Mà em nghĩ sao vậy? Mở mà đem tới miệng mèo rồi mèo còn không chịu là sao? Lúc đó mình đang là ban chủ nữa, sao bỏ đi được? Trách nhiệm của mình mà. Còn bà nói vợ thì công nhiều đêm. Công thành chỉ có một tuần được có đêm 2 đêm thôi. Tuần có 1 ngày là để chiếm cái thành đó thôi. Dạ đúng rồi. Em là hay chơi game. Vậy thì vợ em có thật xấu gì không? Học đậu với đoạn đồ của con thì thay ra gom thì 10 món thì gom thiếu 2-3 món. Trên đường đi từ trên lầu xuống dưới nhà thì nó rớt vương vãi. Mỗi lần em bực con hay là vui vui? Lúc đầu thì cũng cười cười vui vui, nghĩ là tối nay có chuyện hai chồng nói rồi. Riết thì cũng bực với chị, tại vì ông bà nội thì người gốc Bắc cũng khó tính. Cho nên con dâu mà đoạn quá thì còn không được. Còn cái gì nữa không? Hay chụp mũ em, ví dụ mà đàn ông với phụ nữ lắm. Là sao? Hay quên với chị. Vẫn còn ghen hả cưng? Cứ đi 9-10 giờ mới về. Thì đương nhiên mình phải ghi thôi. Em nói sao chồng em đi 9-10 giờ mới về. Vậy là em còn diễm phúc đó. Chứ còn cái chuyện mà 11-12 giờ đêm là bình thường. Em thấy giờ đó khách hàng nào làm giờ? Chỉ có mấy khách hàng kia mới làm thôi. Sao chị cười vậy? Tại vì vậy nè, chị tưởng là cỡ phải qua cái giờ đó em mới về thì là ghen là đúng rồi. Nhưng mà còn nếu như lời em nói 9-10 giờ thì cái giới hạn đó còn cho phép được. Bây giờ này chị hỏi nè, cái điều mà em muốn nhất ở vợ em á thì em muốn vợ em làm gì? Bớt khẩu đậu đi một chút, nấu ăn ngon tí nữa. Có mong muốn điều gì khác đâu? Nếu như được nữa thì chăm sóc cho mình ta đẹp hơn. Chắc là em thích nhìn gái đẹp đúng không? Anh thích nhìn gái đẹp không? Thích chứ, gái đẹp cũng vậy thôi. Không được đó, cái đẹp ai mà không thích nhìn. Đúng dạ. Trời, chị còn thích nhìn con gái đẹp nữa mà. Thế còn em? Nếu như em mong muốn chồng em thay đổi? Em mong ảnh nghĩ luôn cái game là em mừng nhất. Bỏ hẳn game là chuyển qua chơi gì? Phải chơi, chơi với con. Chơi với con còn phải chơi với vợ nữa chứ, trời đâu có được. Chơi với vợ có chị. Ở đây người ta nói cả nghĩa đen với nghĩa bóng đó nha. Dạ. Tối có thời gian mà hai vợ chồng tâm sự với nhau để mà em muốn cái gì anh muốn em sao các thứ, phải có cái thời gian đó chứ còn không thì hai vợ chồng giống như hai người bạn trong căn nhà thôi. Không phải là riêng với gia đình em đâu, gần như nó là một cái tình trạng chung của tất cả các cặp vợ chồng ở cái thời đại gọi là công nghệ phát triển đó. Coi như mỗi người ôm một cái cõi riêng của mình, gọi là cái cõi ảo đó. Bắt chồng em bỏ hẳn bỏ không nổi đâu. Nhưng mà em chia bớt cái thời gian đó cho vợ em. Đừng có chỉ là mình nghĩ mình trả bài xong, mình nghĩa vụ xong là xong, không có đâu. Thực ra thì người phụ nữ nhiều khi người ta không cần cái đó nữa. Người ta cần cái khác. Cần cái sự sẻ chia nhiều hơn. Em cũng rất là cảm ơn chương trình. Tại vì từ lúc em đăng ký chương trình đến giờ thì hai vợ chồng có nhiều thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn. Còn một điều anh muốn nhắn nhủ với em là thường người phụ nữ sau khi sinh con rồi thì thân hình sẽ nảy nở hơn chút xíu, mà nhất là với đấng ông chồng của em cũng giống như anh, nói chung là đàn ông mấy cái đẹp. Ai cũng thích cái đẹp. Đôi khi mình lo công việc, mình lo con cái mà đôi khi mình quên chăm sóc cái nhan sắc của mình.
thì đôi khi nó cũng dễ dẫn đến cái chuyện là ông này ổng lén phén. Thì bây giờ thử về tập thể dục đi, cho body mình nó săn chắc là nó đẹp để quyến rũ ông này thì chắc chắn sẽ tuyệt vời với mình hơn. Dạ. À, xin cảm ơn hai bạn. Xin chào cô Hùng Dân. Khoan, bây giờ nói lớn lên nghe. Nói lớn lên. Rất là cao to đó, cho nên là giọng nói phải lớn lên nha. Hoành tráng lên con. Cao hơn tôi đó nha, cho nên phải nói lớn hơn tôi. Xin chào cô Hồng Vân, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Ừ, chào Trung. Trung đang làm cái gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy hả? Có phường 11 của cô không? Dạ con ở phường 4. Có qua sân khấu có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có, tại hội nghị này kia là qua bệnh không hết. Rồi, thôi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là? Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó, là cái trường Home In Kids. Bây giờ nghỉ rồi cô. Nghỉ rồi. Dạ. Đó. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Ê, rồi à, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà luôn. Đậm đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Trúng lần. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Em gái quen em quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em đó là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới giống cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời. Đó là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Không cô, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi cô. Mà nhỏ quá hả? Từ nhỏ con nhỏ quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ. Chứ sao thời điểm đó có ốm. Mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ, mới có 20 tuổi à. 20 tuổi. Thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn tam tử ta thiếu mà nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải, đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm. Ổng dậy thì sớm. Ổng cao to nữa. Lúc đó em có 42 ký à. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 ký. Mà ổng chồng, xíu xíu. Ổng chồng lúc đó chồng mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30cm nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhờ. Vậy đó hả? Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng, chưa ấn tượng gì hết đó. Nói chung là hai bạn bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi, thấy không, lại đây chú dẫn đi chơi đúng không, còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Đó thì sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là đang đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi cô. Chị ơi. 2 tuần lễ luôn. Trời, 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi, thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình
cũng lúc đó cũng vô Mùa Hè Xanh mình thấy cũng thích rồi, thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy rồi. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu, thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói, tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ xong rồi. Thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên, anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử thôi sao, thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con, anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng đó. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu đó. Sao lạ lùng vậy? Ủa nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? À, thời điểm nó tóc dài mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé, hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi? Dạ đúng rồi, là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được em ơi. Kiểu kỳ lắm. Còn kiểu mà con trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe, cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người. Rần rần nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là? Em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái bước tiến xa, đi chơi riêng, rồi đi gia đình xe, đi coi phim đồ này kia, rồi có ra mắt gia đình không, rồi gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi, rồi tại sao bữa đó là động đoàn, sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi. Em cũng đi luôn thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Ở nhà của em dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính đó, thấy không? Thiên thời địa lợi đó đúng không? Dạ. Là chỉ là nụ hôn thôi đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó điểm. Nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngộ lần đầu tiên nữa. Bởi vậy rồi sao? Nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó hôn là hôn ngồi không? Hay đứng? Tại đứng là... Đứng đâu đứng đâu? Đứng là bị khòm xuống chết đúng không? Rồi sao nè? Rồi sau đó thì là... Nói chung là bên gia đình có biết... Bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á, nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là ruột để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà rồi quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mày mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ. Rồi sao? Rồi thì... lúc đó con biết điều đó không? Đúng đó là con cũng chung là bên gia đình vợ á thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học. Thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Đúng rồi. Rồi sao?
Và em nói sao? Rồi, cái con cũng làm liều luôn, quen cũng quen, quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy, con cũng bỏ đi. Con bỏ nhà hả? Bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đứa là đúng rồi đó, đi đâu? Rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi đâu? Em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên em thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó, rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con con không, con đi không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ. Và đã vậy bên gia đình, bên bạn này lại không thích em nữa. Vậy thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, rồi công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia, cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng nên mà em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có thời điểm đó là tháng 5, là lúc đó thời điểm tháng 5 thì đi tới tháng 5 tại gần Tết nữa thì em ăn Tết, rồi sau đó qua tới tháng 5 thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có nó. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói là không được. Đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc đó thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh gì? Bao tử.
Bị da dày. Rồi sao? Nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nó là phổi có vấn đề nên mới kêu là điều trị phổi trước, rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á, thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 23 là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tách nghe là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Bị thủng, bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn rồi đau rồi ảnh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi là đang điều trị, nhưng mà đang điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi mổ. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó mổ nó bể luôn. Rồi sao? Đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ. 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ 50-50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi, trời ơi, lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi sao đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Dạ, có chứ, phải giải phẫu chứ. Dạ. Tại vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó đóng như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc không mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi hết. Vô là biết dạ, hết luôn. Biết hết. Ừ. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Hồi em cái giấy mà em sợ. Giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trông chờ vào giống như nghĩ là phép màu. Ừ. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có kết ngày quả? Sau. Qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra. Còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc chưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm á, trời thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi. Không bà nội. Ở với bà nội. Rồi xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Ôi ôi. Rồi dạ. lúc khi mà lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà. Vợ vô là có cảm nhận được không? Có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua dạ. khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Dạ. Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Dạ, sức okay khỏe hết. Bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ dạ. nói sao? Dạ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, thế xong cái bao tử là coi như là renew lại hết giá rồi đó. Là sao là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại dạ đúng rồi, à. Cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh á. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, bây sau này từ từ mới ăn cũng... Cái tướng này mà đâu ăn hết được. Rồi sau đó, rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm trời? Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều, mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không.
Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Anh thấy giờ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ổng bị dính. Dính cái biến cố, đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Tại vì trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh đi không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Trời ơi, cái hoạch của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia đâu á, nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu, là hai phòng tù khác nhau mà, đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Thôi không, vui không? Rồi giờ đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái à? Dạ, hai bạn gái hết. Hai gái hết luôn đúng không? Rồi. Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, tiền nuôi hơi khó khăn cái. Mà cũng nhờ nói chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mên hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ gần. Lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Dạ. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3-4 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đó phải không? Dạ. Trời sao xui dữ không biết nữa. À quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ. Đúng cho giờ cho, bỏ tôi nói cho nó chết luôn á, sao giờ. Đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy rồi. Qua hết rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bị cực rồi đó. Dạ, đúng giờ tới rồi. Hồi thời lại đây. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thầy không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. À. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online là xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Ừ. Nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ vậy trường mầm non. Vậy mầm non. À. Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần giận lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị ơi. Đáng lý là thiệt cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó.
Có không? Hải có tật xấu gì không? Nói chung là vợ mình cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Ừ. Nhiều khi tại cái tay nó yếu. Không phải tay yếu, yếu này còn này là cứ đồ về là dục rồi đó. Ừ. Rồi ai dọn? Dạ. Chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó, thấy không? À. Bừa bộn. À. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có cầm làm bá không? Không. Ít. Có vừa làm vừa nói không? Cũng ít rồi. À, không đáng về kể làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Ừ. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa thì sẽ mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Ừ. Rồi ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Ừ. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay cái quên lắm cô. Hay quên hả? Ừ. Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa cơ bây giờ. Bỏ luôn. Nó gặp vợ chồng gì ông chồng nó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên. Là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng. Ừ đó vậy đó. Bà có gì không? Hay quên mà cứ không, nghĩ quên là mình quên luôn á. À. Nhiều dồi lắm. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Cái đó là mất tập trung á. À con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Ừ. Thấy vậy thì thôi kệ làm cho ảnh. Rồi chứ. Con quên cái con đang làm đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính là trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi, cô nói chuyện cô thấy thấy bé nó thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thà thiệt. Cô mà đến cô khóc lóc cô nói con ơi cho cái hưởng tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Ừ. Thế là có bị ăn hiếp không? Có. Hiền quá rồi đúng không? Hiền. Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Những lúc vậy thì sao? Ở vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á. Thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á, thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Yeah. Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó làm bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn tối ngày đem ly trà sữa về luôn. Năm nay 11 rồi. À, đứa nhỏ nhiêu? Dạ, năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, dạ. Nó lành rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Nói chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Ừ. Thứ hai là ví dụ mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi, nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Đó là quá nặng luôn. Cái đó là quá luôn. Nó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa. Đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng, nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Mà cái đó là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh, em lấy giùm anh cái này nghe, ly nước. Một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi mà chồng nó chưa hề có ly nước, em lấy rồi vậy đó. Mà có cái mình nhiều luôn nhớ mình đúng con sợ hay quên gì á, nhiều lúc con cãi báo thức biết à, tới giờ rồi. Là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm cô, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần. Hôm nay cái dòng mà đang ngủ mà 5 phút báo một lần, 35 phút là khẩu ngủ quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút là báo không stress luôn á. Thì mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài á.
con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao hết. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á, dạ, chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là đen làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đâu cô, cũng có đợt đó đi Đà Lạt cũng bị mất cái điện sao? Thoại đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói, anh ơi, điện thoại em đâu? Ồ, điện thoại em bỏ túi. Đâu, kiếm cuối cùng có, quay lại gần tiếng rưỡi. Vị trí đó đi tiếng rưỡi không? Nó chạy tiếng rưỡi không chạy quanh lại. Lúc đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô. Cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát tới em mới chạy nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu, khui đi. Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính. Cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc, nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi à. Có la em không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Để là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh ảnh xìu với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Thế như là con cũng biết là nhiều cho con, dạ, con bừa bộn đó. Hả? Đó, cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần à, cái chuyện đó có như con lỡ tay, dạ, em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán á? Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu, mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác. Tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu như ờ đó, có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi. Thành ra là bây giờ theo cô á, là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi. Còn nếu mà vợ con bị quên á, thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi. Chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ, cho nên lúc mà mình nóng lên á, là càng quên nữa, đúng càng lúng quýnh lên, mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó, không, cái này là có thiệt nha, có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó em không kiềm chế được, em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn, thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài á, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó ví dụ như rơi chẳng rơi, hạn như rớt. mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn, đúng rồi vậy. Cái nó hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không? Em phải đồng thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, không cho cầm dao. Không phải thí dụ vậy, thí là bếp là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà ấy lên cái bà không. Hoặc là nhiều khi á, bà giá đồ thôi, không cần cái kim bếp. Cái kim bà giá đồ sáng vô tay, ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5, thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc, đúng rồi, và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình, cố gắng thương vợ nhiều hơn, vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á, khóc mấy lần rồi đó. Đó, với lại là qua những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn á,
nó đã đến rồi đó, chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà ở bên ngoài vợ của em nó phải khóc biết bao nhiêu, phải đau đau lòng nữa, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi. Nghe em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con. Đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. Nha. Nhớ nha.